Kìa cái dạy hai con luôn. Chào hai 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 vong nha. Ủa sao hôm nay mình thấy một cái vong là hình như một cậu bé hay gì đó. Hello, xin chào mọi người, bà cô chú anh chị, các bạn đã trở lại kênh YouTube của Sang Mau Lắm nha cả nhà. Cả nhà thì hôm nay mình tiếp tục trở lại cái cống Ma Giang mọi người. Thì ở tập trước thì quý cô chú anh chị mình xem thì chắc có lẽ cũng đã thấy rồi là tới lặn 2 đến 3 con Ma Giang ở dưới nước. Và có một con ngồi trên bờ mà mình không biết đó là dông Ma Giang hay là dông thông thường nữa. Đó thì nên hôm nay á mình trở lại thì cũng tiếp tục để theo dõi những cái vong này với Ma Giang này. Thì ở tập trước cái nhà mình xem thấy là khi mà mình bước ra mà nó mình cúng kiến thì mình đã bị nó kéo chân đó, nhưng mà lúc mình dở chân lên thì mình thấy một cái gì một bạt thấy ghê lắm nha, giống như là nó một bạt không biết là cái gì nữa, mình hết hồn mình vũ ra đó. Thì nói chung thì rất là nhiều cô chú anh chị cũng xem và có thấy lo cho bản thân mình, thì thật sự mình nghe những cái comment mà lo nguy hiểm cho mình đó, thì mình thấy là rất là vui khi được nhiều người cô chú anh chị quan tâm đó. Thì ở nhà thì cũng có một số anh chị comment nói là Tú một mình thì đừng có đi săn Ma Giang đồ. Thì thật sự đó nha, một mình hai mình dân nữa thì mình phải đi, tại công việc này là công việc mình kiếm sống rồi thì nó đã gắn liền với cuộc sống mình nè, mình không đi thì ai lo cho mình đổi đúng không đó. Mà bây giờ mà quay những cái địa điểm mà giống như là địa điểm cũ á thì chắc gì cả nhà mình chịu xem đâu đúng không, tại đa phần á là thời buổi giờ là nhà hoang thì chắc chắn là rất là khó tìm, tại vì nhà hoang bây giờ người ta gọi là người đông tắc chặt thì tất nhiên là nhà hoang sẽ không còn nữa và những vong linh sẽ tìm đến những nhà hoang họ ở đó. Nhưng mà những ngôi nhà hoang đấy đâu phải dễ tìm, nằm sâu trong những cái khu vực nông thôn hoặc là trong vườn trong rừng đồ nữa nha thì mới có những cái nhà hoang. Còn giống như là ở xứ của mình á thì thật sự là chắc là không có, tại vì xứ của mình là đồng bằng, mà đồng bằng thì nó đâu có vườn, đâu có gì đâu, không có vườn bọng với lúa ruộng lúa thôi đó, thì tất nhiên là sẽ nhà hoang sẽ không có. Và bây giờ nếu bây giờ mà cứ tiếp tục mà quay theo những cái địa điểm cũ á, thì chắc chắn là quý cô chú anh chị mình sẽ kiểu như bị nhàm chán, tại vì mình cũng muốn là chia sẻ những cái nơi mới để cho cái nhà mình xem nó mới mẻ hơn. Nó bắt buộc rồi, nếu mình làm về nội dung như thế này thì bắt buộc phải địa điểm mới đó. Thì quý cô chú anh chị mình cũng thông cảm cho bản thân mình, tại vì bây giờ nguy hiểm là biết nguy hiểm, nhưng mà giờ không đi thì làm sao đó cả nhà, thì bắt buộc rồi, nó đều bắt buộc không thể nào mà tránh được đó. Thì cô chú anh chị mình nếu mà quan tâm yêu quý thì hãy like và ủng hộ mình, đã cách đăng ký kênh theo dõi rồi đó. Thì bây giờ cái nhà thì nói về vấn đề cái cống này á, thì tập trước thì cũng có một số bạn và anh chị có hỏi là Tú ở đây là nó đâu và cái cống này cống như thế nào mà lại nhiều Ma Giang như vậy đó. Thì sẵn đây á, mình cũng nói sơ về cái cống này cho những anh chị mới xem không hiểu về cái cống này. Thì cái cống này là nó nằm thuộc về là giữa đồng ở một con kinh, ở trong một cái cánh đồng, nói chung là ở một cái cồn cù lao đó, không này phải cù lao là cái cồn thôi đó. Thì cái cống này thì mình được một người anh gọi mình và cho mình cái địa chỉ thông tin dẫn mình tới đây
thì được biết cái cống này rất là nhiều người mà đi ban đêm qua chạy xe bên đó đó nha, bên đó có đường lộ nha, có phải đường lộ, đường bờ kinh đó, là người ta chạy qua lại ưa thường thấy nó ngồi trên cái cống, nó ngồi cục đen thùi đó, rồi thấy người ta đi ngang gọi đèn cái nó nhảy xong đó, thì mới chỉ mình đến đây. Mà khi lần đầu mình đến đây cái nha, thì thấy có một con thôi, một con tóc tóc dài, không mặc đồ nha, mà mình thấy theo mình thấy hình như dòng nam chứ không dòng nữ. Và lần thứ hai là tập vừa rồi cái nhà mình xem là xuất hiện 2-3 con, và thậm chí trên bờ có một con nữa, là tổng cộng là hình như là 3-4 con gì đó. Mà nói chung là ma da thì không biết là không phải là ma da hay là phải là ma da hay không, tại cái bông trên bờ mình thấy nó ngồi trên bờ, nó xuất hiện có một lần một à, nó ngồi trên bờ đó. Thì mình thấy như vậy thì mình nghĩ chắc đó là không phải là ma da đâu, đó là giống như là một cái bông bình thường ở trên bờ, thấy mình cúng kiến hay gì đó mà nó đến nó hưởng ngang, nhưng mà cái đồ cúng của mình nó nằm ngoài cái chỗ mà cái đầu cống ở ngoài nước đó, nó ra không được hay sao đó, nó ngồi đó đó. Còn những ma da thì nó ở dưới nước thì nó chồm lên nó hưởng được đó, thì điều đó khiến cho mình nghi ngờ đó là cái bông bình thường chứ không phải là bông ma da. Tại ma da thì bắt buộc nó lúc nào nó lên bờ nó ngồi sát mấy nước đấy chứ không, lặn đôi khi lỡ có người dân ta đi ngang qua lỡ nó gặp bất ngờ thì nhảy liền, nó đâu lên bờ xa đâu, nếu mà lên bờ xa nó đâu có được. Nó ma da là bắt buộc gắn liền với nước. Thì hôm nay á, mình định là mình sẽ cúng kiến ở vị trí đó, nhưng mà khác một địa điểm là mình sẽ ngồi ở phía sau camera đó, và mình thấy khi nào mà ma da xuất hiện là mình sẽ đi vào mình giao tiếp với nó luôn cả nhà, thử nói chuyện được hay không, và mình sẽ cố gắng hạn chế đến gần mặt nước để cho cái tình trạng nguy hiểm nó bớt đi. Đó, đôi khi nó sẽ dẫn dụ mình, kêu mày đến đây này nọ đồ lặng nói chuyện với nó, nhưng mà thật chắc là nó sẽ lừa mình đến gần mặt nước để lôi mình. Thì ok, thì bây giờ không có dòng nữa, bây giờ mời bà cô chú anh chị các bạn đang xem video hãy nhấn nút like và theo dõi mình để nhận video tiếp theo nha. Thì thôi bây giờ mình sẽ mời ông bà cô chú các bạn mình vào video này nha cả nhà. Thì bây giờ thì hôm nay là mình sẽ cúng kiến và ở trong này nha mọi người, tại hôm nay mình thấy nước có lớn rồi mọi người, nó tràn tới mé luôn, mình thấy nguy hiểm quá. Hôm nay mình sẽ cúng đây và mình có chuẩn bị một đống rơm đây nha, chút nữa mình sẽ đốt cho có lửa đó. Quên nữa, bỏ cái mít trên đây đi mà ngồi gần mặt nước quá, mình sợ bất cả nó kéo cái hút cái mít nữa. Gì vậy? Những cái đùng nữa. Cả nhà ơi, bây giờ mình sẽ để cho nó cháy như thế này, mình đi ra ngoài nha. Bây giờ mình sẽ để cho cháy thế đây, mình cầm cái mít ra ngoài được, để mít ở chỗ cái máy chứ để đó luôn, khiến nó lôi cái gì vậy, không cái là xong luôn á.
cái nhà ấy. Ui mình thấy mấy cây nhang đã bị di chuyển hết trơn cả nhà. Hồi nãy là mình cắm ba cây nhang, ba cây nhang ở cái vị trí là phía sau cái dĩa đồ cúng. Bây giờ là mình thấy ở trên này một cây, góc kia một cây, dưới đó góc này một cây, là ba góc ba cây. Chỗ này cũng chẹp nè, ngoài này cũng chẹp luôn, ở bên đó có nước nữa. Bên cái bậc đường ướt nhẹp đó nha. Được rồi, bây giờ mình sẽ ngồi đây và cầu họ lên cái cây. Họ lên hay không? Thì bây giờ tôi đang ở cái vị trí ngay cống Ma Gia này. Thì nếu mà các vong linh ở dưới nước mà có muốn được lên bờ hay hoặc là tôi giúp đi siêu thoát á, thì hãy hiện thân đi, tôi sẽ đưa lên bờ cho cái vị khỏi lạnh lẽo nữa nha. Ghê quá, ngồi gặp mặt nước ghê quá. Dạ trời ơi, xin hiện thân đi ạ. Kìa cái dạy hai con luôn, chào hai 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 vong nha. Ủa sao hôm nay mình thấy một cái vong là hình như một cậu bé hay gì đó, còn cái vong bên đây là hình như là cái vong tóc dài mà hôm trước thấy đâu không mặc đồ, mà hôm nay thấy mặc đồ cả nhà, hay là vong khác ta. À, xin chào hai vong. Thì không biết là hai vong có nói chuyện được hay không, mà không có nghe, đang nói xì xì không nghe thôi nha. Rồi quắt xuống nước nữa ông nội. Thôi đi, bây giờ hai vong mà lên trên bờ được thì tôi giúp lên cho, chứ là xuống nước tôi không giúp được đó. Sao chịu lên không, có chịu được không? Bây giờ lên bờ tôi mới giúp được chứ, giờ ngồi đó kêu tôi qua đó sao tôi qua không qua được đâu. Sao bây giờ hai vong có muốn lên bờ hay không, bây giờ cho tôi biết đi, là cái khu vực cái cống này là bao nhiêu ma da, bao nhiêu vong linh giống như vậy á, nói được không? Không có trả lời cái này. Đơn thui à. Bây giờ á, nếu mà muốn lên bờ tôi giúp cho lên bờ, còn nếu mà không thì mà cũng lên bờ đi, chứ bây giờ ở dưới đó hoài lạnh lẽo lắm. Chắc lẽ cái cống này bị, chắc bị kéo nhiều người lắm, nhiều ba da dữ gì luôn. Thì sao chịu không, lên bờ không? Rồi biến mất luôn à, đi luôn à. Bây giờ mình sẽ di chuyển cam nó quay cho cả nhà mình xem dấu vết nha. Nhà thấy không nè, ô trái này chậm nhẹp nè, bên đây hình như có nước nữa nè, có ướt nè. Nhang thì cây trên này, cây nằm mấy nước đó thế nhà, nó còn khúc khúc á. Còn đây cây bên đây, chỗ ốc nè. Còn bên chỗ đó ướt nhẹp luôn rồi, có nó ướt nhẹp luôn.
Thì ok của chú anh chị ơi, thì cho lẽ đến đây mình cũng xin kết thúc video lại. Thì hôm nay mình cũng có giao tiếp với hai cái bông mai da, nhưng mà họ không có trả lời mình nữa nha. Thì ok, thì cảm ơn mọi người theo dõi rất là nhiều. Quý nhà yêu quý nhớ đăng ký kênh like của mình nha. Chào mọi người nha.